rốn nhảy lên nhảy xuống, đồ nhảy nó cao. Nhưng anh Nhật Mạnh nhảy đợt trước bán cho mấy ông lái taxi ấy. Đi toàn bảo anh kiếm cho em loa nào đồ nhảy cao khỏe khỏe bốc bốc để đêm chở mấy ông toàn đi bay về. Nó toàn bảo mở nhạc bốc. Toàn nhạc bay thôi. Hôm nay là con cảnh đập hóa. Đây vừa có ông bạn con xe túc sơn với cưng loa kém lắm, đập không hề có một tí bát ra luôn, loa nghe rất chán. Xe túc sơn với cưng luôn, option nguyên bản của loa bọn nó làm cho cỏ nó vậy không.